Tôi chào anh em nhá. Tôi đang có mặt tại Cổ Thành, An Huệ, Chí Linh, Hải Dương. Set up một cái cấu hình cao kềm âm thanh cực fit cho xếp tổng thành. Có địa chỉ tại Chí Linh anh em nhá. Một bộ cấu hình loa Mỹ đỉnh cao để anh phục vụ cho một cái không gian làm việc chuyên về cơ khí chế tạo. Quá đẳng cấp luôn. Không gian này giờ bỏ 200 vuông. Tôi đang thiết kế lắp ráp cho anh một cặp súp 4718X, một cặp loa 4731 và tiếp với nó là một cặp loa 4735X toàn tuyển chọn như mới. Ông chủ có cơ sở chuyên về nhôm mà. Quá chất luôn. Anh có cả cơ sở chuyên về làm sắt thép, mái tôn rồi thì cơ khí chế tạo. Cơ sở quá uy tín, thợ khoảng hơn chục người. Anh em nghe. Quánh như một dạp cưới ở trong nhà luôn. Không gian này. Loa tất cả các tuyến loa đều đẹp như mới. Một khung đẩy QNC thì sẽ đánh cho đôi súp 502 giá hai đôi loa này, thoải mái công suất, nghe cả ngày không chán luôn. Đây cũng là một cấu hình cao kỳ VIP nhất của Chí Linh rồi. Sẽ làm một cái thang gỗ rồi để đặt 4 quả lên. Phê thật. Đất mua nửa làng à. Những bát phê đấy, họ cơ khí làm. Anh em nhà thì xả càng xa càng nét. Nè xả nét căng luôn. Đẳng cấp.
này thì đúng là chấm hết luôn rồi. Mặt này hầu như là cho cả làng nghe luôn. Ngày nào đứng nghe nhạc anh em nhá. Tiếng bát lên. Bì. Ở đây không biết nói gì hết là cảm ơn anh Thành đã tin tưởng chúng tôi Mew. Lựa chọn những đôi loa gọi là xuất sắc với đèn Mew. Anh người kinh doanh nắm bắt được tiền nào phải đấy. Đồ đẹp tiền đắt mít nghe lên nhạc dương. Dân ca chữ tình cho biết là bộ này nó đẳng cấp nào, nghe dân ca nhá. Nếu GB nghe dân ca thì đúng rồi. Cho các bác nghe này. Nhạc dân ca chữ tình. Đây nhỉ. Bỏ quảng cáo đi. Cho à. Dân ca phát YouTube cũng thân kia của mình. Anh đi em tới tươi lắm hơn giá không nổi nghe còn cao nó hay rồi. Từ nay nhà mình chuyển sang Kokomi Pro dây ngon và sáng cốt cân trụ. Nhạc có phải thế. Ôi sự kết hợp của đôi 4731 thì nó bắt kép rồi. Tiếng lời đã phê pha rồi. Hãy chọn thêm đôi trung kèm này. Quá phê luôn. Thôi em nè. Dạ đúng quê luôn. Bát quạnh quay thật.